Ezreal này, Ezreal này làm sao ấy nhở? Nó bắn Q xịt, nó bắn cái R. Sai bay vạ gió thế nhở? Tự nhiên Ezreal thấy có mạng ạ. Đường trên Chindamir bật chiêu cuối băng trụ hay như thế nào đây? Bật chiêu cuối băng trụ chặt liên tục đến từ Chindamir. Ezreal của nhảy Ezreal. Ezreal quạt ơi, trời ơi. Đường dưới đang là một thế mà idol của Sako đấm khá là đen, đang cực kỳ yếu. Khá là đen trong tình huống này khi mà không có support phía sau. Và quy xịt với idol, hơi đen cho idol rồi. Một tiếng dinh có mạng và có cho mình hưng phấn, đang quá bỏ chạy. Idol đang dí theo, mày chạy hộ tao cái. Đặt cái E ra, mày chạy hộ tao, mày chạy hộ tao, mày làm sao? Mày làm sao? WC được quy xịt, tôi thật bỏ mẹ rồi. Đen. Đen thế nhờ.